Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình đang cấp chiếc gì? Chiếc mát này nghe các bạn. Chiếc xe mát huyền thoại. Đó, xe mát huyền thoại, chủ xe này chạy kỹ lắm nghe các bạn. Chứ những cái đời xe mát này, những chiếc mát này nếu mà chạy tới giờ thì giờ mà không được bóng gì đâu. Banh chạnh trơn rồi. Đó, chủ xe này chạy cũng kỹ. Có vàng áo hơi xuống thôi nhưng mà máy móc này kia là thấy còn sáng lắm nghe các bạn. Thì chủ xe hôm nay á, nói chung á, là cũng cho muốn nhẹ xe này kia chút xíu rồi các bạn ơi. Đó, chứ không có muốn chạy bạo lực đua bơi này kia. Bởi vậy là mình làm cái bài này á, là bình xăng mình không có lên nha các bạn. Không có lên bình xăng. Đó, chủ xe chạy cái bình xăng này vẫn được nha. Đó. Thì hôm nay là cấu hình của chiếc xe làm cho các bạn chủ xe này á, là mình nâng cấp cái nồi lên. Đó, nồi độ nha. Đó, bố tốt. Đó, ba càng thì bố cước, còn lò xo nồi độ cho nặng tí xíu, cho nồi bắt chút xíu. Thì cái đầu bò thì phá chảo nha các bạn, phá chảo mà gích hai sức bắp tốt, đồ mình chưa rửa nha. Đó, cam thì mình nâng cấp lên cây cam nâng cấp tí xíu nên là không có xài lò xo đầu độ. Đó, những cái xe nâng cấp cam nhẹ là mình không xài lò xo đầu độ nha các bạn. Đó, tại vì mình xài lò xo đầu độ nó nặng xe dữ lắm. Rồi, cò mỏng. Đó, tại sao mà xài cò mỏng thì hồi mình sẽ quay đồ của chủ xe lại cho các bạn xem. Thì trái á, thì chiếc mát này đang xài nòng 97 là nòng ghim nên là mình nâng cấp lên trái 52 đầu cao nhưng mà đầu nhẹ tí nghe các bạn, đầu nhẹ tí thôi, trái 52 ha. Đó, rồi qua đây nè cho coi đồ của chủ xe, cho chủ xe xem luôn. Thì xe của chủ xe hiện tại là lúp bê, lúp nhưng vẫn còn chạy được nha các bạn. Chủ xe nói nó hao nhớt nhưng mà mở ra thì lúp bê gì đây. Rồi, ok, nó xước bê tông chân nè, sắp phân quỷ rồi. Cái gì, cam cò thì nó hơi bị mòn nha các bạn. Đó, nó bị mòn. Cây cúc cam đâu rồi ta? Đây, cây cúc cam nói chung là chạy lâu nè, nó có vấn đề hết trơn, nó xước cam hết trơn các bạn ơi. Cây cam xước nha, hai gói đều xước trơn. Bạc đạn thì lỏng. Rồi ok. Thì xài lại cái lò xo đầu của chiếc xe này ha. Tại cây cam này nó không có tới hung thì mình sẽ xài lại cái lò xo đầu. Rồi, còn chiếc xe này, chiếc này Kimco rồi, mình quay clip hôm qua cho các bạn xem máy, không có nổ máy. Tại vì cũng tối với thời gian mình nổ máy thì ấy quá, thôi để nổ máy cho các bạn nha. Xe thì ok. Giờ phát xe đây. Máy thì ok, mình gô đai cho chủ xe chưa lấy các bạn ơi. Bóp thắng nha, xe này bóp thắng đề nha. Xe này dên cắt cốt còn nồi nha các bạn. Máy ấm hỉnh luôn á, có vàng áo của chủ xe này kêu thôi. Máy là ok luôn nha. Đó, thì xe này mình lên nhông sinh vẻ 14-36 cho chủ xe luôn nha các bạn. Tại vì cái bộ nhông sinh vẻ khi cũ theo xe 50 này thì cái nhông thì 11 mà cái dĩa sau thì bự quá là chạy không có được cái máy này. Nên là khi mà lên 110 như vậy thì mình sẽ lên cái bộ nhông sinh vẻ 14-36 nha các bạn. Xe im lắm, máy im lắm. Điều xài cái nồi một nồi của chiếc xe này nè là nó hơi giọng nhẹ nha các bạn. Tại vì cái nồi nó bị giọng như vậy đó, chứ không phải là đồ giọng nha, đồ mới không mà giọng nữa lại người ta luôn. Nó có cái nồi nó hơi giọng nhưng mà cái máy ấm lắm. Đó, để ở đây các bạn nghe nè, đang ngổ máy á, ấm đã ghê lắm. Ok, rồi quay clip cho các bạn xem chơi thôi. Đó, giờ mình sẽ đi rửa đồ gáp vô các bạn ơi. Thì xe bên mình làm thì nói chung là gáp máy vô canh này kia thì vẫn ok, vẫn câu nói cũ là vẫn không có nổ máy chi ha các bạn. Đợi dần nào mà những xe dàn hơi nó đỉnh thiệt là đỉnh, nó đã mà nghe phơi thiệt là phơi, nói chung là tới nái luôn đó, sẽ quay cho các bạn nổ máy cho các bạn nghe. Còn những dòng xe này thì gáp vô là ấm, gáp vô là ấm, tại vì những cái bài này bài nhỏ thôi. Quay cho chủ xe xem này kia, xem đồ mình như thế nào, với cho các bạn tham khảo những cái đầu lòng xe 100 giống vậy đó. Thì các bạn nào muốn làm 52 nhẹ gì thì làm, muốn đi trái đầu bằng cũng được, nó nâng cấp nhẹ thôi.
Nhưng tại chủ xe này muốn cho nó có cái dàn hơi nó hơi căng tí đó. Rồi bình xăng thì vẫn chạy bình xăng này, chừng nào chủ xe muốn lên bình xăng lớn nữa thì lên thôi, không thành vấn đề đó. Rồi tạm biệt các bạn nha.